Dạ vâng, mọi thứ thì đã tất cả sẵn sàng và hoàn thiện thì em Tình bắt đầu tiếp tục đón tiếp tất cả quý vị anh chị khách hàng trên toàn quốc qua cửa hàng em tại địa chỉ là tầng 1 chung cư Hà Nội Home Nen, tòa CT1B, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội để xem xe cũng như lái thử cảm nhận về những sản phẩm hiện tại đang có mặt tại cửa hàng cũng như là những chiếc xe đang trên đường về. Thì buổi chiều muộn ngày hôm nay em Tình xin phép giới thiệu và lên sóng với tất cả quý anh chị, đó là chiếc xe cực kỳ cơ bắp và đây được gọi là khủng long bạo chúa, đến từ thương hiệu Mỹ, và đó là chiếc xe Ford Explorer. Chiếc này mang trên mình khối động cơ là 2.3L turbo tăng áp và sản xuất 2018, model mới của 2019. Xe thì được khoác trên mình ngoại thất màu đỏ cực kỳ là cá tính, nội thất màu đen. Chiếc xe này của em là sản xuất 2018 quý vị anh chị nhé. Và xe thì được đăng ký tên tư nhân, biển số thành phố, một chủ từ mới. Xe thì sản xuất 2018, đăng ký lần đầu là tháng 2 năm 2019. Xe còn rất là mới ạ. Về số km của chiếc này thì xe mới đi được 22.000 mai thôi. Và nếu như các bác nhân với 1.6 ra km thì nó sẽ rơi tầm khoảng 3 vạn 7, 3 vạn 8 anh chị nhé. Và em Tình thì luôn khẳng định với quý anh chị đó là đồng hồ chuẩn zin theo xe. Đó. Sau đây em mời quý vị anh chị cùng em đi vòng quanh một lượt chiếc xe này để mình cùng xem cảm nhận đánh giá về chiếc xe Explorer của em Tình mới về ngày hôm nay, xem nó còn đẹp và còn chất được khoảng như thế nào, bao nhiêu phần trăm so với xe mới anh chị nhé. Đó, thì về cơ bản chiếc xe này nó rất là đẹp anh chị ạ. Kèm theo thì đây là một thương hiệu Mỹ đến từ Ford thì cũng luôn luôn trang bị những cái tính năng an toàn và cũng như là thân vỏ rất là chắc chắn. Đó, kèm theo thì option cũng không hề thiếu, không thể thiếu trên cái dòng xe này. Thực ra thì gọi đây là một chiếc xe sang thì nó cũng chưa hẳn là đúng. Mình gọi là một chiếc SUV gầm cao 7 chỗ thực thụ ở tầm tiền 2 tỷ nhô. Đó. Thế nhưng đấy là với xe mới quý vị anh chị nhá. Còn hiện tại thì chiếc xe này em Tình đang bán với chỉ có hơn 1 tỷ 8 thôi. Hơn 1 tỷ 8 là anh chị đã có thể sở hữu được rồi. Và chiếc này thì anh chị lưu ý giúp em đó là nhập khẩu nguyên chiếc tại Mỹ anh chị nhé. Đó, rất là mới ạ. La răng form mới này thì được trang bị là la răng 5 chấu kép rồi. Cực kỳ là đẹp. Cảm biến thì cảm biến va chạm quanh xe luôn anh chị nhé. 6 mắt cảm biến va chạm trước và 6 mắt cảm biến va chạm sau. Đó, rất là mới ạ. Xe thì được trang bị cam bass. Hệ thống cam 180 độ phía trước và cam nồi. Đó. Rất là đẹp anh chị ạ. Đó. Về cái tỷ lệ sơn zin trước này thì nó sẽ còn đến là 90% là tỷ lệ sơn zin trên toàn bộ bề mặt chiếc xe nhá. Đó, dàn lốp thì vẫn là dàn lốp niên đời nguyên bản theo xe anh chị ạ. Đó, rất là mới. Đây lốp nốt cung hô anh chị nhá. Em sẽ tìm đết lốp này. Lốp được sản xuất ở tuần thứ 22 của năm 2018. Đấy. Rất là mới này. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Xi nhang tích hợp trên gương rồi. Và cũng trang bị đó là chìa khóa smart key thông minh. Bước vào khoang nội thất thì anh chị có thể thấy cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ. Tất cả những cái phần da, phần nhựa này, từ táp ly cánh cửa cho đến táp nô đều còn nguyên bản và rất ít bị trầy xước đó. Ghế lái trang bị ghế chỉnh điện và ghế phụ cũng chỉnh điện luôn anh chị nhé. Đấy, nội thất ghế da cao cấp này. Đó, cửa sổ trời hai khoang toàn cảnh panorama. Đấy. Và ghế lái thì có tích hợp là 3 vị trí nhớ ghế nhé. Toàn bộ tất cả 4 kính cửa này đều là auto hết này. Đó, đèn auto rồi. Xe bảo dưỡng full lịch sử hãng luôn. Đấy, các anh chị mua chiếc xe này thì cực kỳ yên tâm rồi. Km hiện tại thì đang là 22.000 mai nhé anh chị nhé. Em cam kết đồng hồ chuẩn theo xe. Vô lăng được khâu bọc da nguyên bản của nhà máy này. Tích hợp cruise control, điều khiển giọng nói, đàm thoại rảnh tay kết nối thêm Bluetooth, đầy đủ hết. Có màn hình kết nối Apple CarPlay và Android Auto nhá anh chị nhá. Đấy. Rất là mới rồi. Xe thì cũng được trang bị hệ thống làm mát cũng như là sấy sưởi ghế. Hàng ghế trước, ghế lái, ghế phụ đều có. Đó, điều hòa tự động chiếc này thì trang bị là 3 vùng độc lập. Xe cũng được trang bị đó là 4 chế độ lái địa hình cho anh chị luôn và hỗ trợ đổ đèo ngang dốc kiểm soát tốc độ. Đó. Gạt mưa tự động anh chị nhé. Và toàn bộ những cái chi tiết gỗ này cũng như là 4 cánh cửa táp lô này là đều được dùng cái phần gỗ mắt mèo. Cái gỗ mắt mèo này nếu như anh chị đã đi rồi và đã để ý thì càng dùng về lâu thì nó càng bóng, càng đẹp luôn. Đó.
chìa khóa đè lỗ thông minh startup này. Đấy, xe thì với chiếc Explorer này thì cũng được trang bị là cam 180 độ phía trước nhé. Đấy. Hoặc là các bác có thể có cả cái chức năng là hỗ trợ lùi chuồng tự động cũng như là ghép song song. Đấy. Rất là tiện lợi. Bác nào mà cần chi tiết thì hãy liên hệ với em Tình, em sẽ tư vấn cũng như là hướng dẫn các bác cách sử dụng những cái chức năng đó. Và đặc biệt thì hàng ghế trước thì đã được trang bị đó là hệ thống massage tự động anh chị nhé. Đó. Thì các bác muốn sử dụng cái hệ thống massage này thì các bác chỉ cần ấn vào cái nút tròn này thôi. Thì các bác có thể điều chỉnh như là massage lưng, massage đùi. Đó, đầy đủ luôn cho các bác luôn. Ok, thì các bác xuống xem với em phần hàng ghế thứ hai này. Điều hòa là điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đó. Xe trang bị hai màn hình tựa gối theo xe anh chị nhé. Và hai màn hình này sẽ là dùng tai nghe độc lập. Anh chị có thể xem hai chương trình khác nhau tùy ý. Đó. Cửa lóc toàn cảnh panorama hai khoang. Rất là rộng rãi. Xe rất là đẹp. Na răng 5, 5 chấu kép này. Đó. Và la răng là 20 inch quý vị anh chị nhé. Cốp chiếc xe này thì cũng được trang bị là cốp đóng mở điện và có chức năng đá cốp thông minh rồi. Đặc biệt là cái hàng ghế thứ ba này thì anh chị hoàn toàn điều chỉnh bằng điện hết và nó sẽ có ba cái vị trí để cho anh chị chỉnh nhé. Đây là cái vị trí anh chị có thể gập mặt phẳng này, tạo một cái không gian cốp cực kỳ rộng. Và khi mà anh chị đi chừng đường dài ấy, nếu như mà chỉ đi không quá đông người thì mình có thể hạ tiếp hàng ghế kia xuống làm một cái đệm nằm luôn. Đó. Tất cả điều chỉnh điện hết anh chị nhé. Đây là mình gập lên để lấy cái phần ghế ngồi này. Còn khi anh chị gập xuống, nó sẽ có 3 chế độ gập cho quý vị anh chị. Đó. Và cái lòng cốp của cái chiếc xe này thì nó cực kỳ là rộng rồi. Anh chị để đồ thì cực kỳ là thoải mái nhá, vô tư luôn, không phải suy nghĩ đâu. Đó. Rất mới đúng không ạ? Trang bị cốp đóng mở điện rồi, có đá cốp thông minh cho quý anh chị. Đấy. Explorer 2018 cực kỳ đẹp vật chất. Mới chạy được có 22.000 mai zin theo xe thôi. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Mỹ anh chị nhá. Đó, ghế phụ cũng được trang bị ghế chỉnh điện luôn. Và đặc biệt là cái dàn âm thanh của cái dòng Explorer này được trang bị là 12 loa âm thanh Soly, nghe rất là sướng tai luôn đấy ạ. Rất mới anh chị nhá. Vâng, và xe bên em bán thì nếu như quý anh chị có nhu cầu mua trả góp thì em vẫn hỗ trợ anh chị trả góp qua ngân hàng, giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe trên toàn quốc. Và đặc biệt thì em Tình luôn hỗ trợ quý anh chị là nhận xe và giao xe trên toàn quốc luôn. Và đăng ký sang tên đổi chủ cũng như rút hồ sơ gốc. Và hiện tại chiếc xe này thì hồ sơ gốc em đã rút xong và cầm tay rồi. Rất sẵn sàng sang tên cho tất cả các bác trên toàn quốc trong một lốt nhạc thôi. Đó. Và với chiếc xe này thì em Tình luôn cam kết bằng văn bản rõ ràng chi tiết cho tất cả các bác là xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ pháp lý hồ sơ sang tên đầy đủ minh bạch, xe không tranh chấp, không phản nguội. Và đặc biệt em sẽ cam kết km của chiếc xe này là chạy chuẩn 22.000 mai. Nếu tính là km thì nó xấp xỉ tầm khoảng 37.000, 38.000 km gì đó. Đó. Và chiếc xe này hiện tại em đang chào bán với mức giá 1 tỷ 860 triệu đồng. 1 tỷ 860 triệu đồng. Giá em Tình vẫn còn thương lượng và bớt cho quý anh chị thiện chí. Và nếu như quý anh chị có nhu cầu thì cần tư vấn thêm cũng như là biết thêm thông tin chi tiết thì anh chị hãy nhấc máy alo với em Tình qua số hotline 0911666325 và số thứ hai của em nữa là 0913567328. Anh chị có thể kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh chi tiết nội ngoại thất chiếc xe này và sẽ chốt cho anh chị cái giá bán tốt nhất 1 tỷ 860 triệu đồng. Giá em Tình đang chào bán còn thương lượng. Hoặc anh chị nếu như có địa chỉ gần ở cửa hàng em thì có thể qua trực tiếp salon tại địa chỉ là tầng 1 chung cư Hà Lộ Hôm Nen, Long Biên, Hà Nội để xem xe cũng như là lái thử và cảm nhận về sản phẩm nhé. Đến đây thì em Tình cũng xin được tạm dừng video và xin hẹn lại tất cả quý vị anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.